ខ្ញុំនិយាយអំពីមួយយួរKY026មកភីប្រាំមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ដោយសារមេរៀនអាឌូណូបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រើមួយយួរKY026ភីប្រាំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅKY026ភីប្រាំមួយវាប្រភេទ LED ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគេហៅថា IR receiver infra detect នឹង LED we receive ប្រភេទ ទទួល ជា ពន្លឺ IR បើយើងនិយាយ LED ហ្នឹង វា មាន 2 ប្រភេទ មួយ មាន វា ជា អ្នក transmit អ្នក បោះ ពន្លឺ IR ចំណែក អា ពណ៌ ខ្មៅ នេះ វា ជា អ្នក ទទួល IR បើយើងនិយាយ ពី LED ដែល បាញ់ ពន្លឺ IR វា ពណ៌ ទឹក សមុទ្រ ដល់ពេលអពណ៌ខ្មៅនេះវាប្រភេទទទួលIR អញ្ចឹងយើងអាចយកវាប្រើ anh đi thách việc tới vì anh đang đầm lại và ra bộ register năng đại sa đầm lại năng vì chủ mui anh này bản thân mà dân sửa đẹp tới thế vì bản thân mà bản lư mạnh chất than ai o muối bản thân mà vì rít ban đầm lại muối bản tai nơi bây giờ dân phổ bờ anh năng cứ mạnh chất than tại ta đầm lại vì tự ban ai o năng rít chân chít bớt xe nơi không ngặt đuôi nào năng vì ai khó khăn chân bây giờ vậy mồi dù năng cứ bị miền trường búa này miền trường A0 vì nè ở hàng đầu này cứ bắp hết A0 nắng cứ dùng sản phẩm Arduino Analog Sensor chương Analog. Chấm này IC này cứ dùng cái này chủ mối nắng Plung Ground Plung Sound Wall. Chấm này chương LP này cứ sản nhạc bốc nơi lời nắng biên đặt sản nhạc bốc cứ chương dùng anh supply vì Plung bị bay chuột bay volt tới pram chuột pram volt. Chấm này D0 này cứ dùng cái này chủ mối nắng chương digital là mối nè Arduino là mấy rít lại lạc hàng viết bật rồi cơ mình bật Analog cứ vía rít nơi lời chương Arduino vì anh pram volt vía rít 5V tới 5V vì rít bạn vì đăng tờ sôn tới đó mà bọn phải bay thì anh lỗ cứ vì mình làm lại nhé bằng tay đi cho vì đi thách đăng tập bất ư của mình bật bởi mình infra máu ai o nó dừng vậy tới ai o và xanh bên mình ai o chỗ cứ bị đăng thập bất và xanh là mình tới cứ vì mình bật bằng tay nhóm xong bật chạy tới ọc này trời sẽ rể đâm lại và ra bộ register này trời á chúng chỉ viên ca pra khó chúng nhầm năng thơ video đồng bày sử rẻ và rả bộ năng ảnh tâm thái dân xây cột rít chương analog mà đồng bày bộ lầm lại nơi bê đại mạch chất than ọt miên ai o đồ ọt miên bà lưu ấy tế ai viên bộ lầm về tơ bầm bày rơi thơm buồn rơi mà viên lọ nơi bê đại miên plơn chè ấy viên năng rít thẻ tới đó bà hãy bày rơi rồi có krau năng tiền bà xanh mà ọt miên tế ai viên năng 900 mèo chi viên nơi bề đại kia dương tinh máu ở mặt trời trong cá đồng lại kia đặt ở dương trời tiền chứ nơi bề đại ở miền phượng phóng vi ai trời tự bày rồi vậy chẳng bây giờ vậy đồng lại với dân đang ngày tha anh là lốt có thịt bị sâu từ một bộ anh mà phải bày đồng lại với trời lọt nằng và sân bạc miền phượng vi ai đồng lại rít bàn thốm nơi bề đại miền phượng cứ vi đồng lại với thẻ cho chúng nhầm số máy này đọc thì sẽ available để ai trai sinh máu chỉ viên nơi bề đại dân vô mà prá sẽ xây cầu tam kề đá bên trái đi thạch mới cứ vẽ trời để xa ai đầm lại rồi tăng này dân sẽ vẽ trời á bên nhầm vậy IR nó infra LED receiver IR LED IR receiver nó việc đi thạch từ lờ
IO đai vi affect tới lơ pulu parathat đai ba sân mà pulu parathat chiếc máu có vi ai detect khơn IO ba man IO đai chăng sâmrap phơ chích nưng jeung có mai pas pulu thngai sâmrap jeung pra sensor detect phleung ấy nơi trong tiếc chăng cứ vi prakat tới at mien pulu parathat ấy mà chiếc chom vi tê IO nưng jeung ai pra thơ phơ chích ấy phsein tam nẹt đọc chnai bán pantai merin Arduino nhâm nưng vô vi pra detect phleung nơi pây đai mien phleung nhâm pulu lang nơi alarm chăng nhâm sôm bịch tơ tae sôm nẹt đọc khnia srey a ni ai trâm trâu phóng chi viêng nơi pây đai jeung tính mọ cứ jeung đạc phleung mọ detect tới rít đâm lai vi at trâu đai sa variable register jeung pâwal at trâu okay chăng chăm video merin Arduino nhâm nưng pa hành đọc khnia pâwal đâm lai nưng hay chăng bây giờ nhảy pi specification vi cứ nhâm at miên ai nhảy tràn tê pasân ba nhảy operate thing tăng xong mà phía cứ chỉ lọc bị bay vô bị bay chạy bay vô tới đó pram chạy pram vô vì ai đầm nà cá nè áp lương chơi đi nặng chi ở chân chi nặng chân bột nè cứ về supply lương tăng xong nặng phí chỉ lọc bay vô tới chạy bay vô tới pram chạy pram vô nên là đưa nó lương về miền ấy dẫn đặt lương pram vô máu trong này infra lang là vì áp phạch là vì địch thách á vì dừng dậy tới chùm hiện rộng này infra nó cứ bầm bờ rồi học sắp nanomet tới đó một phần rồi nanomet chùm hiện rộng này infra IO đang việc này bàn chùm này ai sensor được việc detect nó cứ học sắp được rồi này LED nâng vì ạp bàn ạp miệng bánh bạch chất từ cao vì cao từ lờ bình ạp bàn này chẳng dễ rốn miệng bánh từ mốc kết học sắp được rồi okay chăm chăm video merin Arduino dương nâng riêng to vi nâng sơ sơ code bây giờ dạy chơn biết cứ vi miên chơn dương ai chơi đi chơi thói nâng anh lộ cái chơn trong pra mùi nát các bạn này lạc hành với khó khăn okay chăm chơn sơ sơ code nâng merin Arduino